Hello, Mỹ Motor, em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục có mặt tại cửa hàng hệ thống xe máy Hiếu Thành Phát chi nhánh Thuận An Bình Dương nè anh chị các bạn. Hôm nay cùng với vô cửa hàng để mình cùng với em nhân viên cập nhật giá tiếp tục cho anh chị các bạn mình giá xe giữa tháng 6 nha. Đó, rất là nhiều xe nhập khẩu nè và xe trong nước nè anh chị em mình ơi. Hôm nay Thu Hiền đi làm chưa ta? À kìa, hình như đi làm rồi. À đây. Chào em. Chào anh nha. Lâu quá em không được sống nha. À, lâu quá rồi Thu Hiền không có quay video được cho mọi người á. Tại vì do Hiền sức khỏe không có được tốt á, cho nên tạm xa các bạn một thời gian. Thì hôm nay Hiền quay lại, Hiền sẽ báo giá xe. Các bạn nào có yêu thương, quan tâm Hiền thì cứ liên hệ với Hiền. Và Hiền sẽ số điện thoại của Hiền có ghi trên màn hình nha các bạn. Và đồng thời đến gặp Thu Hiền sẽ được giảm từ 500 hoặc 1,5 triệu tùy xe và tùy cái phương cách của xe nha. Thì không để cho các bạn chờ lâu nữa thì hôm nay Hiền sẽ xin giới thiệu xe Việt Nam tại cửa hàng Hiền là xe Winner X và xe S150, 155 ha. Thì okay, đợt này giá xe nào cũng tăng hết á, nhưng mà chỉ có Winner X thì nó lại xuống trầm trầm của nó các bạn. Winner X bên Hiền đang được đổi màu lên, cái màu này là màu tem 3D nha mọi người. Đây, anh quay cận kề cho mọi người xem nhé. Màu này rất là đẹp luôn á. Bạn nào mà hợp với màu đỏ thì cứ liên hệ với tôi. Phụ kiện này mình gắn lên nữa nha em. Đúng rồi anh, cái này là phụ kiện bên em gắn thêm á. Tính tiền không em? Thôi anh ơi, cái phụ kiện này là bên Hiền có tính tiền. Nhưng mà liên hệ với Thu Hiền, mấy cái phụ kiện sẽ được giảm 50% nha các bạn. Và được bảo hành nữa. Như con xe này á, giá đề xuất rất chi là rẻ. Chỉ có 39 triệu thôi, đã bao gồm màu sơn 3D nha mọi người. Rồi. Trong cái video này, ví dụ như các bạn nào mà yêu thích màu sơn á, ABS bên hoặc là CBS bên Hiền đều có nha. Rồi có cái con xanh này cũng đẹp này mọi người. Con này là con xanh đen. Thường con này màu green đấy là sao? Cái này là màu 3D luôn á anh. 3D luôn hả? Dạ, giá đề xuất bên em cũng là 39 triệu á. Mua góp thì cần trả trước cho Hiền 3 triệu trở lên là lấy xe về rồi nha mọi người. Màu rất là sáng nha các bạn, màu này màu đẹp. Màu rất là sáng. Ngoài ra bên Hiền còn rất là nhiều màu, các bạn không thích màu này hoặc màu kia thì cứ inbox cho Hiền ha. Hiền sẽ gửi bằng màu cho mình xem, tại vì không gian chật hẹp bên Hiền không trưng bày lên hết được á. Bên Hiền có màu cam và màu vàng nữa. Cái con này là giá xe Hiền báo đây là chưa bao gồm biển số và giá xe lăn bánh. Ai mà có nhu cầu thì cứ inbox cho Hiền, Hiền sẽ gửi bằng màu bằng giá xe lăn bánh cho mình luôn ha. Rồi cái con này là con màu đen nhám, phiên bản đặc biệt này mọi người. Giá của đó nó là 39 triệu luôn. Là màu jean đó em. Đúng rồi, màu jean. Cái này là ABS, là ABS này. Là 39 triệu. Nói chung mua góp thì chỉ cần trả trước cho Hiền từ 3 triệu trở lên là lấy xe về rồi ha. Gặp trực tiếp với Hiền thì được giảm thêm giá riêng nữa ha. Rồi cái con này là con CBS này mọi người. Con này giá cực sốc luôn. Chỉ có 37 triệu thôi nha. Nói chung là mọi người không có nghe nhầm đâu, Hiền báo giá chính xác cho mọi người ha. Cái con này hiện tại là 37 triệu. Giá xe này là CBS nha mọi người, màu này là màu jean. Là không có tắng đĩa đó hả hai em? Dạ đúng rồi, không có chữ xe tắng đĩa và không có tắng ABS. Đúng rồi anh. Nhầm các bạn ơi. Cái mâm này là mâm bên Hiền đồ lên nha mọi người. Này, nếu mọi người nào mà cả nhà mình á ai thích mâm jean thì lấy mâm jean, còn không thích lấy mâm đồ thì lấy mâm đồ, bên Hiền không ép nha. Rồi, cái màu này là màu sơn jean. Dạ. Đỏ đen các bạn. Winner X V3 đợt này á mọi người. Tất cả thắng thường và thắng địa đều là chìa khóa thông minh hết, không có chìa khóa thường nữa. Chìa khóa thường chỉ có Winner XV2 thôi, là như cái con bản này này. Đây mình có một màu đen nữa, V3 nữa các bạn. Đúng rồi, cái này là V3, phiên bản này là phiên bản CBS, 37 triệu luôn nha mọi người. Bên Hiền các màu ABS, CBS đều đồng giá như nhau. CBS là 37, còn ABS là 39. Còn về phần màu sơn 3D thì... Còn sơn 3D thì thêm Hiền 2 triệu. Thì các bạn mình nếu có nhu cầu sơn những cái màu khác theo ý thích bên Hiền có làm luôn, thích màu vàng tím đen như bên Hiền làm hết trơn á. Ok. Dạ, ngoài ra ví dụ như các bạn mà thích tên mình này kia bên Hiền có làm theo nhu cầu luôn nha, hoặc là để năm sinh hoặc năm thần tài bên Hiền có làm luôn. Nói chung là sơn mâm này kia các kiểu theo ý yêu cầu của khách thích là sao bên Hiền làm, nhắn tin qua cho Hiền rồi chọn màu chọn màu là bên Hiền làm hết luôn ha. Như cái con này cũng rẻ này mọi người, cái này là ABS. Phiên bản này là phiên bản mới của 2021 nha mọi người. ABS này, 2021, cái này là Winner X V2.
giá đề xuất bên Hiền hiện tại bây giờ chỉ có 36.500 à, rất chi là rẻ luôn đó. 36.500. Dạ đúng rồi. Trong phiên bản HKC luôn nhé các bạn. HKC nha. À, nếu cả nhà mình không có thích cái đèn lồi này ra thì bên Hiền có làm cái này nhưng mà thêm phí cho Hiền. Bên Hiền có giảm giá luôn nhưng mà không đáng kể đâu. Cái này không có đáng kể bao nhiêu đâu nhé. Ngoài ra thì bên Hiền có ban góp, trả trước cho Hiền từ 2 triệu là lấy xe về. Cái hãng là cái màu cái con Winner X2 này á, là cái phiên bản mà phanh đĩa thường á, là cái hãng chắc rẻ hơn nữa em. Đúng rồi, nhưng mà hiện tại ở đây bên Hiền hiện tại đang hết hàng của hết hàng luôn. Nhưng mà nó rẻ hơn tầm 2 triệu rưỡi á. Là cái này là 36.500 thì cái kia là 34.500 thôi. Nhưng mà hiện tại bên Hiền đang hết hàng á. Thì nó chênh nhau có 2 triệu thì mình lấy cái này ABS đi cho sướng á mọi người. Rồi. Ở đây mình có màu đỏ nữa. Cái này là màu đỏ nhám này. V3 nha. V3 ABS đó mọi người. Cái này là 39 triệu nha. Giá xe Hiền báo cho mình là chưa bao gồm lăn bánh. Ai thích hay là ai thích màu nào hoặc là cứ inbox cho Hiền để báo giá xe lăn bánh cho mình ha. Tất cả Winner X V3 đều là chìa khóa thông minh nha mọi người. Rồi, tôi Hiền xin giới thiệu về xe Yamaha S155 ha. Thì tất cả cái màu bên Hiền đang dừng ở đây là đều màu đổ lên ha mọi người. Màu đổ là màu sơn 3D á. Thì tại vì khách bên Hiền hầu như là mất 90% là thích màu sơn 3D rồi, cho nên bên Hiền là sẵn sàng hết màu sơn 3D. Ai mà có nhu cầu thích màu jean ở bên Hiền cũng có bán luôn ha. Có bán luôn. Thì Hiền xin giới thiệu cái con này là con màu xanh này. Đó. Cái con này là con chìa khóa thông minh nha mọi người. Bên Hiền có bán chìa khóa thường luôn. Chìa khóa thông minh nhất đề xuất bên Hiền hiện tại như cái con này là 47 triệu, còn chìa khóa thường chỉ có 45 triệu thôi. Mua góp thì cần trả trước cho Hiền từ 4 đến 5 triệu là lấy xe về ha. Rồi anh quay cho mọi người xem nhiều màu này. Màu jean nó là nhiêu em? Màu jean bên Hiền nó từ 43 triệu là chìa khóa thường, còn 45 triệu là chìa khóa thông minh là màu jean. Nhưng mà cái bản nào mà lấy phiên bản giới hạn giống như màu khác á, màu đặc biệt giống như thì nó mắc hơn tầm tùy màu nữa. Chìa khóa thông minh thì từ tùy màu, ví dụ từ nó đề xuất là từ 45 đến 48.500 tùy màu. Ai yêu thích màu nào cứ inbox Hiền thì sẽ báo giá xe lăn bánh cho mình ha. Rồi, như cái con này là con màu cam đen này, rất được nhiều người quan tâm luôn ấy. Thì cái con này chìa khóa thường á chỉ có 45 thôi, chìa khóa thông minh là 47 nha mọi người. Ai có yêu thích màu này cứ inbox cho Hiền nhá. Hiền đảm bảo cái màu sơn này cho mình 2 năm và cà vẹt ra đúng màu cho mình ha. Rồi cái con này là con Monster màu jean này mọi người. Con này rất hiếm luôn ý. Nay được về đây thì cái con này giá đề xuất bên Hiền là 47 triệu màu jean nha mọi người. Màu jean nó rất là đẹp luôn ý. Bạn nào mà phong cách kiểu là ngầu cá tính á, đi cái con này rất là hợp. Mua góp thì trả trước cho Hiền từ 4 triệu nha. Rồi cái con này là con Monster, nhưng mà Monster này là Monster đổ anh. À con này lên dạ. Màu 3D hả? Dạ đúng rồi, con này là con màu jean, còn màu này là màu bên em đổ lên nha. Mấy cặp mâm này là bên em đều đổ hết nha mọi người. Đó, mâm to mâm nhỏ gì bên em có hết trơn á. Ai thích mâm như thế nào là mâm. À cái con này là con màu jean này anh ơi. Trắng này là trắng jean này. Trắng này hiện tại bên Hiền là 45 triệu này. Trắng jean 45 triệu này mọi người. Đó, còn cặp mâm này là bên Hiền đổ lên nhá, tính tiền riêng nha mọi người. Rồi, còn này con trắng này là trắng 3D này. Đó. Rồi, màu này tất cả những cái màu này là màu 3D hết mọi người. Anh quay màu sơn cho khách xem ha. Ví như các bạn cả nhà mình á, không ai thích những cái màu này cứ inbox cho Hiền. Bên Hiền còn nhiều rất nhiều màu dưới kho này nha. Rồi, đó. Rất là nhiều màu luôn nha các bạn. Rất nhiều màu, trắng, hồng, xanh, tím, than gì có hết trơn á. Đó, rất là nhiều màu. Thì giống như Hiền nói trong cái bảng màu đấy là bên khách Hiền hầu như là thích màu jean, không có thích màu 3D. Thích màu 3D ít màu jean á. Nhưng mà có bán màu jean nha mọi người, không phải là không bán đâu. Ở nó ở dưới kho á. Ai có nhu cầu màu jean hay là màu 3D thì cứ inbox cho Hiền, Hiền sẽ gửi bằng giá bằng màu cho mình xem luôn ha. Thì đồng thời trước khi lên cửa hàng có liên hệ với Thu Hiền thì được giảm từ 500 đến 1 triệu rưỡi luôn, tùy giá xe và tùy phiên bản màu. Phiên bản cách mua góp hay mua tiền mặt á thì Hiền sẽ trừ vào cho mình. Số điện thoại Hiền có ghi trên màn hình á. Thủ tục mua góp hay là chỉ là đơn giản là chỉ cần có căn cước hoặc là chứng minh nhân dân gốc là mua được rồi. Mình có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế thì mua góp thì nó dễ hơn nữa. Ngoài ra bên Hiền còn bán rất nhiều dòng xe AB, SH, Vario, Ed, nói chung là nhiều xe lắm. Bên Hiền có Ed nhập khẩu nữa mọi người. Ed nhập khẩu là mới X-King 150 á, đang ở dưới kho luôn ấy. Giá của nó rất là chỉ là dễ. Hiền báo giá xe F150 mới kinh đây luôn ha. Thì 47 triệu thôi à.
phần S150 của Zephyr luôn, là giá của nó là từ 44 triệu đến 45 triệu. Ai mà quan tâm xe nào cứ inbox cho Hiền ha. Và muốn video sau Hiền quay xe nào á, nhắn tin riêng hoặc là bình luận lại, Hiền video sau Hiền sẽ quay cho mọi người xem ha. Tại vì cái dòng xe này Hiền hay quay là tại vì rất nhiều người được quan tâm nên Hiền mới hay quay. Cho nên mọi người đừng có thắc mắc gì nha. Nha. Rồi, tới liên hệ với Thu Hiền nha, tới cửa hàng của nó là xem video hay là gọi điện hay cái gì có từ Thu Hiền là sẽ được giảm nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và luôn ủng hộ Thu Hiền. Xin chào và hẹn gặp lại nha.